Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Bên cạnh đó, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngay sau đây là dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng 35 đến 37 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 36 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.